video ngày hôm nay các bạn hãy cùng mình tham quan nhà tù Phú Quốc nha. Tù Phú Quốc, hay gọi là nhà lao cây dừa, trại giam Phú Quốc là một trại giam nằm tại phường An Thới, phía nam đảo Phú Quốc. Không giống như nhà tù Côn Đảo và được ví như địa ngục trần gian vì đã giam cầm hàng nghìn tù nhân yêu nước. Khi đến đây, du khách sẽ được nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận được nỗi đau thể xác lẫn tinh thần của những tù binh dưới sự tra tấn vô cùng dã man của kẻ thù. Đây là hình ảnh tù binh tố cáo địch đá đảo khủng bố, đá đảo Mỹ Ngụy giết người. Còn đây là hình ảnh tù binh dì đỡ nhau sau khi đứng dậy, tù binh dùng các tay võ để chống trả địch. Tù binh chống trả quyết liệt. Bắt tù binh đi kiểm tra khảo vậy. Đây qua hàng số 2. Tù binh đang tự tạo kỷ luật từ mảnh tôn. Này là các cái dụng cụ chơi nhạc tự tạo. Yeah.
Mình sẽ vào nơi trưng bày những hiện vật của nhà tù Phú Quốc.
là cảng An Thới anh. Sân bay Sương.